Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao hiện đang là bộ phim được khán giả yêu thích, đặc biệt là sau thông tin bộ phim sẽ tăng số tập. Việc này cùng với những tình tiết trong những tập vừa qua khiến khán giả tỏ ra rất gay gắt. Họ cho rằng dự án đang tiếp tục đi vào lối mòn của những bộ phim tâm lý xã hội trước đó. Người xem thậm chí còn yêu cầu thay đổi tên tác phẩm vì thấy các nhân vật quá khốn khổ, chưa lấy một ngày được đẹp như tựa phim. Dẫu vậy, những tình tiết mới nhất lại một lần nữa thắp lên hy vọng trong khán giả. May mắn dường như đang lần lượt tìm đến các mảnh đời khốn khó tại xóm trọ nghèo. Mở đầu chính là việc Sơn đã báo hiếu được cho bà Tình một khoản tiền lớn sau thời gian dài bỏ mẹ đi biệt tăm biệt tích. Một người từ trước tới nay luôn bị trách móc là hèn hạ, không dám đối mặt với khó khăn mà để lại cho mẹ và vợ món nợ khổng lồ thì nay, con người vô tâm ấy cũng đã báo đáp lại những công sức suốt bấy lâu của Luyến và bà Tình. Tình tiết bà Tình được trả lại tiền ngay trong thời kỳ đen tối nhất của xóm trọ nghèo đã khiến khán giả thắp lại hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn của bố con Lưu trong tương lai. Khán giả thậm chí còn đưa ra suy đoán rằng Luyến sẽ ra tay cứu giúp, cho Lưu mượn số tiền vừa lấy lại để trả nợ cho Bát. Lý do là bởi Bát, em trai Luyến chính là nguồn cơn cho tất cả những sai lầm của Thạch, chưa kể Lưu cũng nhiều lần ra tay giúp đỡ Luyến lúc khó khăn. Có thể thấy, Luyến đang nợ ân tình Lưu rất nhiều. Tuy nhiên, việc Cuộc đời vẫn đẹp sao tăng số tập cũng khiến cho tình tiết của phim trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Tất cả những gì đang chờ đợi bố con Lưu ở phía trước vẫn còn đang là ẩn số và sẽ được dần hé lộ trong chặng cuối của bộ phim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.